special in Detroit. Thank you.
Be My Style phần 3, Capel sẽ sao chép phong cách vẽ của mình, nhưng vẫn là tên của anh ấy. Thì ở đây mình thấy thiếu các phần bóng đổ. Ở bên trong thân chữ với cả phần bóng đổ bên dưới luôn. Đây, những phần này không có. Thêm nữa là phần trình bày của Capel thiếu màu xanh của mình, bên trong có chút màu xanh, xanh blue nhạt, đánh hiệu ứng. Và một điều thiếu nữa, đó là đây, Rocker Tepic. Đúng là đây. Ngoài ra bác này còn để ý cả phần này nữa, một chút sáng chuyển tông cho phần khối. Nhưng nhìn chung thì vẫn rất đẹp và giống. À, bờ L E Amazing.